Tiến TV xin chào tất cả các chú anh chị em nha. Thì hôm nay thì đi xuống đi quay mà thiện nguyện đó, thì gặp đi xuống chị Thánh Liệu quay chỉ là một clip vui. Đó, clip vui thôi nha. Tụ má mẹ thằng gấu. Chỉ là một clip vui giải trí thôi. Cô chú anh chị em có dù bình tĩnh thì hãy thông cảm cho chị Thánh Liệu nha, là chị Thảo Xuân nha. Nước hết tập thất nữa buổi trí đó. Bữa nay là chị Hậu Xương ra ngoài hàng xóm chơi giải trí vui chơi thôi chứ không có ai là cố tình chọc Hậu Xương nha. Có sớm chọc nè. Bình thường Hậu Xương cũng hay chơi không? Chị Túng đi ra ngoài sớm để hàng xóm chọc. Hỏi thăm chút chứ đủ má mà chị. Được rồi. Sớm đi chị áo đỏ, cho em hỏi thăm chút coi. Tính Nga đủ. Cho em hỏi thăm chút. Nga đủ. Chị ngồi chế chị ở Thương ở Thảo Xương đi. Dạ. Ngồi tâm sự. Chị, mà đây gần bả sợ lây bên đây sao? Ủa rồi đó chị nói chị Thảo Xương nhiều bồ lắm hả chị? Bả bồ nhóc. Chồng đừng nói bồ bả chồng nhóc. Chồng nhóc hả? Mấy đứa mấy đứa 11. Chị Thảo Xương bao nhiêu chồng? Mấy chồng chị? Bả nhiều lắm, đừng có tính tới bả. Trời ơi, bả thấy bả vậy mà bả chồng nhiều lắm. Nhiều. Hơn 200 mấy là dữ gì đó. Chị Sương có bí quyết nào mà cưới được nhiều chồng vậy chị Sương? Không có, từ hồi xưa mà Sương xuống đây ở đó coi. Có ba thằng đó chị ở đâu? Ba thằng à? Có ba thằng ở đây thôi, cái đó là sự thật. Không thiệt đó. Có ba thằng. Ba thằng chồng luôn. Hồi đó chị ở đâu? Thì đó ở bên chùa Mặt mà tới mà tôi qua đây nè, tới qua về nhà là tôi nghỉ đi đòn đó. Chị có ba thằng à. Một thằng thì cũng ở được năm mấy, thằng cũng ở được 2 năm mấy. Chị Dung à. Mẹ Quỳnh nó cho bà gửi cho ông anh Bình Bến Tre, chồng của bà đó. Chồng Bình Bến Tre. Bến Tre hả? Đẹp trai không? Chủ đoàn á. Chủ đoàn hả? Chủ đoàn. Nghỉ đi, nghỉ đi với nó, bắt đầu đi qua bên đây nữa. Qua đây nó xuống nó giữ bò nuôi thôi nữa. Dạ. Giữ bò bên đó đó. Ở hỏi đây chứ có chắc nào. Con Cường nữa ha. Cường. Bà con miếng ở chùa Bốn Mặt. Dạ. Cũng đẹp trai. Đẹp trai ha. Nhiều cái đất có chồng đều dẫn đất, về đất ha. Chứ không có đi chỗ khác ha. Hả? Đi về bà già rồi, bà muốn đi tu rồi. Đúng rồi. Đúng không? Ở tóc gì trên đây cho nó tự rụng hả? Nó tự rụng. Rồi mình có lẽ làm cho nó mọc ra nữa không? Không có làm gì mọc đâu. Rồi bây giờ đi đâu thì để tóc giả. Chị Sương có tóc giả ha. Có. Ngoài thì bữa nào xuyên đó cái nó ngày mơ đó. Đó bắt đầu vô bánh chùa của giao đó, bắt đầu dài dài nó tới mấy tủ tới cùng quận nè. Xong đi con đi uống theo mấy đứa uống đi con đi uống đi đêm nay hả? Mình đi vô chùa đi. Đi chùa đi lúc nào rồi vô chùa đi. Mặt lăng chùa quay đẹp mặt râm hơi còn cái đông bạch lúc 10 Thảo đi vô chùa. Vô chùa Đại Tâm thì sư không mời mình, không dám bệnh sự gông mình vô nhại. Như cơ như là tốt người ta khác. Đó, như cần bên chùa mà ngày mới tới đó là sư có mời. Sao? Quát nó không bạch. Ở đây có chùa nào không? Ở đây sao? Sao không? Thì cũng không có gần nữa, cũng không xa ra kìa, đi ra chơi xin vô nhà. Cái đây xin vô nhà cái đây. Thì bên chùa đó mới sư mời, mới mình dám bận sờ gông với mình bận đồ nhiều trang phục của người dân tộc. Nó không có mình vô mình nhảy. Không có mình bận đồ bình thường vô cũng được mà. Giờ mình đi lễ chùa thôi. Đi lễ chùa thôi chứ. Lễ chùa thì mình cũng đi bình thường. Đúng rồi, đi bình thường thôi chứ đâu ai. Sáng hồi đi chơi với chị Thảo Xương luôn. Mới đi thì chiều, thì giờ này cũng không có gì vui. Từ tối kìa mới vui. Bây giờ mình đi chơi xíu rồi. Bây giờ mình đi chùa cầu duyên chị, kiếm thêm ông nữa. Kiếm ông nữa là 4 ông. Thôi gì mà thôi không biết. Đi bằng ngày thôi. Tôi đi chùa bằng ngày, tôi ở đây lắm hỏi nó cái chùa tôi nào đi bằng đêm á, tôi để tóc rồi tôi làm mặt mày rồi tôi rồi kìa, tôi mang giày mang quốc của tôi cao rồi nó đi. Cái đầu không có tóc không thì chứ mà còn bằng đêm nhớ bây giờ tôi dĩ phải không? Rồi tôi kỵ hiện bằng đêm nhìn tôi nhìn không ra luôn không? Không thiệt tôi nói vậy thôi, tới bằng đêm đi rồi nhịn điệu hát điệu múa của tôi đi, lúc đó là có trong đàn đầy đủ vậy thôi. Thương dễ thương có dốc đâu
chiều á, chiều cái rủ thêm vài người bạn nữa đi chơi, đi vô vô chùa. Đi vô chùa đó bây giờ có con tôi thì nó chở rồi nó là mặt là mày đó đi với con Tường Vy đó. Nó chị đó nó xả ca, từng nào nó xả ca tới 6 giờ rưỡi lần. Vậy hả? Ờ mới nó nghỉ được. Ờ. Đi chơi mới vui. Ờ. Không có đi lại Phật. Không kiểu là đi vô giếng thôi. Mình vô giếng thôi chứ đâu cần. Rồi tới đó. Đó. Vậy hả? Đó cũng liệu hả? Em đi em đi. Hồi nãy quên bên kia xả vô trà. Đừng mất chơi. Mất kêu cái cô hãy lại chơi. Kêu tập nào bảnh. Sớm sớm chị đi chị đi. Người liệu không chị sao? Thì cũng ở đây nhiều người liệu không? Nhiều cái đây liệu thì không có bạn xin. Đó chị là ngày mai đó là cái không lại hả? Xương nói đi đó. Dạ. Cái bà là liệu. Đó, bà đó đó. Trong chùa mới ở trong chùa đó. Bà ở đó. Ngày mai chỗ chùa mà xương đi đó chỗ sư đó. Ở dân chi mà dân ta cầm quạt trở lại chùa chơi. Mấy nó dân ta cầm phao chùa chơi. Dân ta đi chùa chơi dân ta tao tặng. Tao thẳng bên phao chỉ quạt quạt đâu quạt đợi. Đúng rồi đó. Đâu đợi. Thì nóng á. Đó đó. Nó nóng á, đang mạch tới đại tại luôn cũng mời. Đó, cái đó sư bên đó mời thì mình dám đi. Mình đi rồi mình bệnh chăm sóc đó mình ngại nhót rồi được. Chứ còn sư bên chùa bên đây thì mình không có tại tâm mình không có. Chị phẫu thuật ở trên dưới là bao lâu rồi? 20 năm chưa? Trời đó, hàng mấy luôn. Trời, phá vỡ bạch bạch luôn. Có bơm mông không chị Thảo Sương? Không. Có lắm. Bơm tay còn mong hả? Mong chừng nào đi đám mới đặt mong dạ vô rồi đi. Cái bản đồ mút á, mong chỉ là mong mút á, mừng mong mình á, nó vẫn mừng mong vô đó, rồi xong đó. Đau không? Vẫn mừng mong chừng nào mình đi đám mình vẫn có mừng mong vô. Mong bự không? Hả? Mà có mừng mong bự không? Cái vẫn mừng mong mà nó cho nó sinh đôi với cái gian của mình thôi chứ đừng đợi cho nó bự quá. Còn cái này không? Mong cái này. Cái này nè. Cái ông bắt xuống nó dẫn hai bò. Ba con. Mặn kem thịt bò. Hả? Ừ, sức kem đi. Cân kem cứt bò đi. Sức sáng. Sức vô vậy nè. Sức vô vậy nè. Sức vô vậy nè. 10 phút. Dễ chờ cua nó kem hết đó. Lúc Hà Nội mình ấy chứ. Hả niệm. Thịt. Người ta không có liệu mà chồng người ta thịt không là dễ. Đúng. Còn chảo. Còn nó thứ hai con của nhỏ bệnh đồ đỏ hồi nãy đó. Còn đó hai bây giờ. Bây giờ. Đó nó chở con vợ lớn nó đi về. Ủa, ở chung luôn hả? Hay vậy? Ghen hả? Ghen. Ghen. Sức đã gì ta? Sướng vậy? Vợ lớn ở dưới kia, vợ nhỏ ở đây. Hả? Chị Thảo Sương có mấy vợ? Ủa, thôi hết trơn rồi, ba chậm. Thôi giờ đi ra trước uống cà phê đi. Cho chị uống đi. Đi cho nghỉ mệt. Thôi đi lạnh, tôi uống đá lạnh nè. Uống cà phê đá lạnh ở nhà đó. Uống gì cũng được. Uống đá lạnh ở nhà. Thôi đi ngồi đi lên nè. Hả? Đi ra này chút xíu nè. Đi liên quan bà Sáu đây nè. Đúng rồi. Mập quá đi ra ngoài luôn. Lại quán lại chút đi. Nghe ngoài quán uống cà phê với chị Thảo Sương nè. Từ này là chị đi bán giấy số nè. Ở đủ người ta chết ở đây nè. Xe kem nè. Kem là kem cứt kem. Ở đây rượu má mày nha. Kem à giữ anh. Trời mà hôn. Nghe tiếng nít. Nghe nói bằng. Nghe nói Cái hình nào? Cái
Chào tất cả cô chú anh chị em, tiếng kết thúc video này.